Ủa, cậu bảo xuống ăn sáng hả? Dạ, giờ ăn sáng của con là từ 6 giờ 15 tới 6 giờ 45. Thời gian biểu của con đó gì? Ba con có quy định cho con thì dì cũng có. Đó là con không được phép tự ý xuống dưới đây khi không có chuyện gì quan trọng, trừ khi dì Lệ kêu con xuống. Con hiểu không? Dạ, nhưng mà con xuống đây thì làm sao ăn được vậy? Thì tới giờ ăn, con chỉ cần lên tiếng là dì Lệ mang đồ ăn lên cho con. Đây là nhà của dì, không phải là nhà của con. Con chỉ là người ăn nhờ ở đậu nhà dì thôi. Con không được tự ý đi lung tung trong nhà của dì khi mà chưa được dì cho phép. Con hiểu không? Bây giờ con lên phòng đi, dì Lệ sẽ mang đồ ăn lên cho con. Dạ. Tới cái tướng đi mà cũng giống anh Thiên nữa. Tôi thấy dù sao nó giống ông chủ cũng đỡ hơn là nó giống mẹ ruột nó đó bà chủ. Chứ càng nhìn càng bực thêm. Im đi, biết cái gì mà nói. Bà chủ, ớt này cay lắm, nhiều như vậy con nít nó không có ăn được đâu. Vậy mới cho nó ăn. Lẹ đi. Nếu như mình ở nhà là mình được đi học cùng với cà na rồi. Tôi đem đồ ăn sáng lên cho cậu nè. Nhưng mà con đâu có biết ăn cay đâu. Ba con nói là con phải tập ăn mọi thứ. Ráng ăn đi con, nếu không là con phải nhịn đói tới trưa đó. Mà nè, dù sao tối qua tới giờ cậu cũng chưa có ăn cái gì. Thôi cậu ráng tập ăn đại đi. Giỏi quá à. Ráng ăn nghe con. Ăn hết tô nghe. Chứ để dư lại ba con biết ba con buồn. Rồi ba con phạt con nữa đó. Biết chưa? Ăn đi. Đứng đề canh, nó ăn xong rồi dọn dẹp nghe không? Dạ. Thôi, cô không ăn nữa đâu. Nhưng mà cậu phải ăn hết đi, không là ông chủ la cậu đó. Rồi, con no rồi, cô không ăn nữa.
Nếu mà cậu đã nói như vậy, tức là cậu tự quyết định không chịu ăn đó nha. Dạ. Mùa sậy trổ bông, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.